Xin chào anh chị, thì em lên thêm cây gọng kính Amor hàng Pháp, hàng mạ vàng anh chị nhé. Cái dòng này thì anh chị về thay mắt cận viễn mà, dòng gọng cổ của Amor. Mắt thì đang là mắt trắng, mắt không độ. Những cái hàng cổ thì thường nó chỉ mạ vàng 10, 12, 14k thôi anh chị nhé. Cái dòng đời mới thì nó phải có mạ vàng 18k. Đấy, những cái dòng như này đó, những cái dòng này dòng đời mới nhé. Nó gọng titan mạ vàng 18k, còn những hàng cổ nó chỉ khoảng 10, 12, 14k. Nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo nhé, 0902277552.